Nếu là người thường xuyên sử dụng mạng xã hội trong những ngày vừa qua, chắc hẳn bạn đã bắt gặp được những đoạn clip trong đó người tham gia đã sử dụng cú đá của mình để mở nắp một chai nước một cách đầy điêu luyện. Đây là thử thách đá nút chai Bottle Cap Challenge đang gây sốt trên mạng xã hội. Rất nhanh chóng bắt kịp với xu thế, Diệp Vấn, Trần Tử Đan cũng đã tham gia vào trào lưu này. Thậm chí, ngôi sao võ thuật người Trung Quốc còn nâng tầm thử thách này lên một tầm cao mới khi bịt mắt và thực hiện cú đá. Kỹ thuật của Diệp Vấn quả thật đỉnh cao khi cú đá trúng ngay vào nắp chai khiến nó bật ra. Video ngay lập tức thu hút những người hâm mộ của ngôi sao điện ảnh này. Hầu hết mọi người đều tỏ ra phấn khích và hết lời khen ngợi về kỹ thuật đỉnh cao của ông. Ngay sau đó không lâu, võ sĩ MMA Cung Lê cũng đăng tải video thử thách tương tự. Chỉ khác một điều, ngôi sao MMA này không chỉ đá một chai nước mà là ba. Cung Lê tung cú đá chính xác, một cước khiến cả ba nắp chai bật ra trong sự thích thú của người hâm mộ. Xét về độ khó, dù thực hiện cú đá một lúc ba chai nước, nhưng Cung Lê xem ra khó có thể bị được so với Trần Tử Đan, vì nam tài tử Diệp Vấn vẫn có thể tung cú đá chính xác đến hoàn hảo, ngay cả khi mắt không thấy gì. Trào lưu này hiện đang lan tỏa với một tốc độ chóng mặt. Một trong những nguyên nhân giúp cho thử thách này được lan truyền nhanh chóng và gây sốt, đó là sự tham gia của các ngôi sao hàng đầu thế giới. Không chỉ có Trần Tử Đan, Cung Lê, rất nhiều ngôi sao khác cũng đã tham gia vào trào lưu này. Trong đó có ngôi sao của UFC Conor McGregor, Mark Holloway, ngôi sao điện ảnh Jason Statham,